cái anh nhân sự ở đó và Lu hỏi lại một lần nữa là anh ơi, bây giờ anh có trả tiền lương cho em hay không thì để em biết. Đó, tại vì Lu đã có ghi đơn thôi việc đàng hoàng và có sếp của Lu Vũ ký, cho nên là Lu nói là cái đó là em làm đúng luật chứ không phải là những là sai luật gì hết mà bên anh không trả tiền lương cho em. Đó cái điều thứ nhất mình nói, và cái điều thứ hai nữa đó là về cái vấn đề bảo hiểm xã hội, rồi vấn đề về ý như là sau khi mà ghi đơn thôi việc gì đó thì Lu đã điện rất nhiều lần nhưng mà vẫn là không gặp cái anh nhân sự đó, chỉ gặp là trợ lý của anh đó thôi, thì cứ hẹn là chút nữa chị điện lại đi, bây giờ anh không có đây gì đó. Nói chung là rất nhiều lần như vậy làm cho Lugo cảm thấy rất là bực bội các bạn, rất là bực bội. Thứ nhất đó, mình phải điện cho người ta để mình hỏi cái vấn đề đó là như thế nào, giải quyết như thế nào đó. Thứ hai nữa là đã không gặp được anh đó rồi thì cứ điện qua điện lại rất là bực, rất là y như là rất là khó chịu các bạn, xong rồi phải tốn tiền điện thoại nữa đó. Đó, rất là bực bội đó, là mình đã chia sẻ với anh đó như vậy đó. Rồi anh đó nói là ok thôi được rồi, để anh nói cho bên kế toán sẽ chuyển lương cho bên cho em. Đó thì xong rồi 2-3 ngày trước là Lugu đã nhận được cái tin nhắn chuyển qua cái tài khoản thẻ ngân hàng của mình á. Đó thì nói chung là tại vì khi mà mình cảm thấy bức xúc quá thì mình nói với anh ấy rất là nhiều, nhưng mà nói chung là trong cái phần này thì Lubu cũng có sai một điều, đó là các bạn, tại vì theo luật đó là mình phải xin nghỉ trước 1 tháng, tức là mình ghi đơn thôi việc mình phải sau 1 tháng đó mình mới được nghỉ, tức là mình đã ký hợp đồng rồi các bạn đó. Nhưng mà mình cảm thấy công việc rất là không phù hợp với sức khỏe của mình á. Thì đó là vấn đề mà mình chia sẻ với các bạn, là mình bị đau lưng á các bạn, khi mà làm ở trong đó vậy, là bộ phận housekeeping mà. Thì cái bộ phận đó là rất là mệt, như là những cái video trước đây mình đã chia sẻ với các bạn á. Thì các bạn có thể là xem vào cái kênh YouTube của Lubu Life Vlogs để mà xem những cái chia sẻ của mình ha, khi mà về cái công việc là housekeeping ha. Đó thì nói chung là rất là mệt mỏi các bạn, rất là bị đau lưng, cho nên là mình không thể chịu đựng được nữa, cho nên quyết định là mới thôi xin thôi việc đó. Thì cái đó là một cái vấn đề, nói chung là mình cũng có sai trong đó, nhưng mà khi mà người ta nói là em làm như vậy thì nó sai luật hay gì đó không được chuyển lương, thì nói chung mình đã rất là bức xúc. Mình tính bỏ qua rồi các bạn, nhưng mà không biết bữa đó sao nữa, tự nhiên điện lại hỏi cái bảo hiểm xã hội luôn, xong rồi bắt đầu sổ một tràng ra luôn đó. Thôi anh đó nói thôi để có gì anh sẽ kiếm cái toán để chuyển lương cho em đó. Thì nói chung là sau đúng 1 tháng luôn các bạn, đúng 1 tháng mà mình nghỉ, thì sau 1 tháng thì bên đó người ta mới chuyển tiền. Thì nói chung là thôi, cái chuyện gì đã qua thì mình cho qua luôn. Nhưng mà bởi vì hồi bữa mình đã có nói trong một cái video rằng là khách sạn nó đã không có chuyển lương cho mình, thì bây giờ đã chuyển rồi cho mình phải đính chính lại ha. Đó thì nói chung là mình mới rút tiền đó, mới rút tiền xong để mà mua một vài thứ cần thiết á đó. Thì mới học yoga xong thì bây giờ mình đang đợi để mình đi học tiếp cái lớp anh văn, cho nên là mình sẽ ra ngoài đây ngồi hóng gió một xíu, rồi nói chung là chia sẻ với các bạn á, chung là vậy ha. Rất là đói bụng các bạn, buổi chiều chưa có ăn luôn, thì
bây giờ mới có đem một hộp bánh bánh ngọt bánh quy nè đó. Cho nên là ngồi ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với các bạn luôn đó. Và ok các bạn nha, bây giờ là mình tới cái lớp học Anh văn của mình rồi, thì bây giờ mình hãy đi lên đó để mình học tiếp. Thì chào tạm biệt các bạn, và các bạn nhớ là hãy subscribe cái kênh YouTube của Lubu Live Vlog để mà mình có thể là chia sẻ những cái điều trong cuộc sống của mình đến các bạn ha. Và hy vọng là các bạn sẽ thích những cái video của mình. Nói chung là những cái video rất là chân thật các bạn. Mình đi là những cái gì đó gần gũi trong cuộc sống của mình sẽ chia sẻ với các bạn ha. Rồi bây giờ thì cái này là mình đang đứng ở bờ hồ lần trước nữa các bạn, mà bữa nay là bờ hồ nó không có phun nước á đó. Rồi phía bên này là cái BKMX đó, tòa nhà BKMX đó đó. Rồi đây là những cái hồi bữa là mình có giới thiệu là đây, cái chỗ này là chỗ người ta trang trí Noel á, cũng là năm mới luôn. Rồi bên đây là cái bãi đổ xe. Ok, và chào tạm biệt các bạn nha, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ok, see you later.